Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin đưa tất cả anh chị các nhà đầu tư đến một địa điểm. Thì địa điểm này thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một lô đất. Lô đất này có diện tích là 1.900 mấy mét vuông á, là gần 2.000 mét vuông nha các anh chị. Còn ở đây là cái đường là từ lộ đá xanh ở ngoài đó đi vô tầm khoảng 400 mét nha các anh chị. Còn đối diện qua đó là lộ xe hơi nha, xe hơi là đậu đối diện qua luôn. Có nhà dân cư hiện hữu nha. Thì cái lô đất này á là trước kia là 5.000 mấy mét vuông á, thì chủ đã bán cho hai người ở Đức Hòa nha. Cũng hai anh ở Đức Hòa. Đây là cái vị trí cột mốc ranh thì đã bán rồi. Thì một anh là mặt tiền này á được 35 và một anh kia là khoảng 20 mét nha, chính xác là 20 mét. Thì 1.000 mét vuông của cái lô này á thì tầm khoảng 17 mét nha các anh chị. Đây, đất cũng tương đối cao ráo nha. Từ ở vị trí nền đất đó lên cao bằng cái con đê này á thì tầm khoảng 1m2 nha các anh chị. Thì phía trước lô đất có view kênh nha. Đây, con kênh này rộng khoảng 13 mét á. Con kênh này là ghe 100 tấn là phi vu nha. Đó. Thì con đê này vẫn còn cái lề nè. Cái lề ngoài thì em thấy có bần đầu lên đó. Thấy bãi bên đây là bãi bồi nha các anh chị. Đó, thích hợp mình xây để dành sau này mình cắt nhà vườn làm vườn đồ rất ok nha. Thì cái phần chủ bán á, là khoảng gần 2.000 mét vuông nha các anh chị, là 1.900 mấy á. Thì từ ngoài cái chòi đó đi thẳng vào đây thì mình trừ ra 35 với 20 là 55 mét, thì phần còn lại là khoảng 33 mét nha. Thì chắc cũng chạng chạng cỡ này á, cả cái chỗ vị trí cây này nè, thì ngang qua khoảng 33 mét, thì chạy thẳng vào vô đất chuông dứt nha, đất cực kỳ đẹp nha các chị. Thì đó, đâm thẳng ra view sông Vàm Cỏ Tây, thì cách con sông Vàm Cỏ Tây chắc cũng khoảng cỡ 700 mét. Và con đường đối diện á là nó cũng thông ra quốc lộ 62 luôn nha. Nhưng mà còn cây cầu chưa bắt nha các anh chị. Mà nếu cây cầu đó mà bắt thông luôn á thì ra quốc lộ 62 tầm khoảng cây mốt số nha. View cực kỳ đẹp luôn nha. Nói chung thì dành cho các anh chị nào tài chính tầm gọn gọn mua sản phẩm này nha các anh chị. Thay vì mình mua một lô đất nền ngang 50-100 mét vuông thì mình chỉ xây cất nhà ở gọn gọn thôi. Còn riêng những sản phẩm này mình làm nhà vườn nè, mình đắp cái nền đào ao nuôi cá đó, rồi mình trồng cây nuôi gà nuôi vịt đó. Nói chung cái lô này á nó được một cái là hai mặt tiền nha các anh chị. Một mặt tiền á là view kênh nè đó. Và một mặt tiền nữa đó là kênh công cộng này. Thì kênh công cộng này hình như là 3 mét á. Đây, cái con đường này á là con đường sắp tới á sẽ làm cái đê bao nha các anh chị. Một cái đê bao xe hơi nó tròn nguyên cái khuôn viên luôn ra tới lầu đan ở lúc ngoài kia á. Nhìn thấy
cái nóc cái nhà máy xanh, cái nóc cao cao á, đó là nhà máy Quỳnh Dư nha. Đâm thẳng ra ngoài á, tới quốc lộ 62 là 1,1 cây số. Mà nếu các anh chị đi đúng đường á, buộc các anh chị đi từ quốc lộ 62 nè, đi đường lộ Đan á, đâm thẳng vô đây. Đó, ngay chỗ cái chòi đỏ đỏ đó. Đó là các anh chị, tại chỗ này mình đi có thể nhìn thấy chòi đỏ đỏ. Thì ngay chỗ vị trí chòi đỏ đỏ đó là lộ đá xanh xe hơi nha. Rồi hiện tại cái con đường này á thì xe máy ba gác thôi nha các anh chị. Thì em sẽ không để cho các anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em sẽ cập nhật cho bán chính chủ lô đất này nha các anh chị. Thì lô đất này á, diện tích là khoảng 1.900 mấy á, là gần 2.000 m² thôi. Đó, thì chủ bán á, với giá là 450 triệu cho 1.000 m² nha, là 450.000 cho 1 m nha các anh chị. Thì từ Sài Gòn các anh chị về tới đất á, thì từ Sài Gòn các anh chị về coi để em tính thử. Sài Gòn về thì tầm khoảng 53 cây số nha. Em lấy mốc giáp ranh là Nguyễn Linh nha các anh chị. Nếu các anh chị đi xe hơi á, thì mình đi cao tốc về tới thành phố Tân An, mình rẽ trái về chợ Tân Tây nha. Từ chợ Tân Tây nè, chạy vô đất tầm khoảng 2,5 km. Đó là nếu mà đi đường xe hơi á, thì xe hơi mình đậu đối diện qua lô đất nha. Đây. Xe hơi thì đậu ngay chỗ vị trí cái nhà đó đó, là nối đối diện qua đây. Thì cái anh ở Đức Hòa, anh có mua lô đất ở mé ngoài đó, anh có chia sẻ thì anh sẽ bắt một cái cầu ở trên đất. Thì cái nếu anh chị mua thì có thể kết nối với ảnh để làm một cái cầu đi qua ha. Đất nói chung đất này á, ngang thì tầm 33, chạy thẳng hậu vô là khoảng 60 nha. Thì để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho các anh chị xem. Còn cái hướng phong thủy của lô đất này là hướng chánh đông nha các anh chị. Hướng quay về mặt trời á là hướng chánh đông, điện nước là đầy đủ, dân cư hiện hữu nè. Anh chị thấy một cái nhà nè, cái nhà hồng hồng nè, rồi đối diện qua một cái nhà nữa, rồi ra ngoài đó ở nhà á, ở ngoài đầu đường á, mấy ngoài thì mấy cái nhà dân lận. Còn những khu này á, đa phần á thì người dân làm ruộng thôi. Các anh chị muốn đất cao ráo thì mình có thể săn lấp bằng cát, hoặc là mình săn lấp bằng đất mặt nha. Mình đổ ghe thì một ghe nó tầm khoảng 75 đến 85 khối, khoảng mười mấy triệu á một cho một ghe. Săn lấp lên là đất rất là đẹp, nhìn vậy chứ các anh chị săn lấp lên rất là rộng nha. Mình ở sẽ cắt nhà vườn làm vườn mà tầm 2.000 m² là quá đẹp nha các anh chị. Rất là rộng luôn, chăn nuôi, muốn nuôi gì là ok nha. Đây, anh chị nhìn thấy nước chảy như vậy đó là hướng ra sông Vòng Cỏ đó. Sông Vòng Cỏ rất là lớn nha, ghe dài 1.000 tấn là đi. Còn từ ngoài, anh chị nào mà yêu thích mà cần một cái xuồng ghe đâu đó thì mình đậu phía trước nè đó. Đi ha. Nói chung thì sắp tới những cái hàng mà tầm gọn gọn mà 1-2.000 m² á, để cho các anh chị mua, dành cho các anh chị công nhân mà tài chính tầm gọn gọn để mua á, thì rất là hiếm nha các anh chị. Tại hiện tại chính sách của nhà nước á, siết chặt là cấm phân lô tách thửa nha. Cho nên á, những hàng mà gọn gọn nhỏ nhỏ á, không có tách được nha các anh chị. Và đa phần hậu dài, ví dụ một lô đất hậu dài tầm khoảng 500 m thì không ai cắt mặt tiền để bán cho mình đâu nha. Đằng này rất view ok đó. Nói chung là xung quanh các lô đất đều có trụ móc giáp ranh hẳn hòi hết nha. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ý phù hợp với mình thì các anh chị cứ liên hệ vào số thoại 0828367167 nha. Gặp em thì em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Thì em sẽ tư vấn cho các anh chị những cái sản phẩm bất động sản nè, phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào nhu cầu của các anh chị luôn nha. Rồi, trên màn hình tất anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha.
Em quét lên không ảnh mang tính chất tham khảo cho các anh chị, các nhà đầu tư hình dung và hiểu rõ được cái hình dạng lô đất như thế nào nha. Ngang là 33 nha, khoảng 33, chạy thẳng dài vô khoảng 60 nha. Phía trước là view kênh, cập nhật vào sổ luôn nha. Bên hông có đường công cộng, đường nước công cộng cũng cập nhật vào sổ luôn. Đất rất là đẹp nha, đất đẹp vuông vức cho các anh chị, thích hợp để làm vườn hoặc xây cất nhà vườn. Còn đây thì em quét nó nhìn trên cao hơn cho các anh chị nhìn thấy rõ cái con kênh. Hàng này là cực kỳ VIP nha. Thì hiện tại những cái lô đất mà nhỏ nhỏ tài chính tầm gọn gọn dưới 1 tỷ là rất hiếm hoi nha các anh chị. Thì đa phần là bên em là đất mẫu là nhiều nha. Đất công thì lâu lâu có một sản phẩm, hai sản phẩm thôi. Tài chính gọn gọn mà đất mà tầm 450 cho 1.000, cho 450.000 cho 1 mét thì rất là hiếm hoi nha, rất là dễ mua nha các anh chị. Thì các anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua anh em nha các anh chị. Trên màn hình các anh chị, đây là hướng chánh đông, hướng của lô đất nha. Anh chị nào đang tìm kiếm một sản phẩm để xây cất nhà vườn hoặc làm vườn mà cần hướng chánh đông thì đây là lô đất này nha các anh chị. Thì bên em thì rất là nhiều anh chị alo về hỏi về tìm những cái sản phẩm bất động sản để mua mà một công hai công. Thì những sản phẩm nói chung thì lâu lâu mới có một hai sản phẩm như thế này nha. Thì anh chị nào nhanh tay thì mình sở hữu hai nha. Còn cái hình thức giao dịch của sản phẩm bất động sản này á thì cũng đơn giản thôi nha. Nói chung thì chủ á, đã tách hai công cho cái anh Đức Hòa và một công là đang tách cho một anh nữa, và còn lại là gần 2.000 nha. Và cái hình thức giao dịch thì các anh chị xem đất và gặp chính chủ thôi. Mình tiến hành mình đặt cọc rồi, có nói chung là khi ký công chứng cho cái anh Đức Hòa xong thì mình giao dịch thôi nha. Nói chung là rất là đơn giản nha các anh chị. Còn việc sở hữu đứng đất nông nghiệp á, thì các anh chị nào có nhu cầu đứng tên đất nông nghiệp thì cứ alo anh em sẽ tư vấn cũng như hướng dẫn cái hình thức như thế nào nha. Cũng tương đối đơn giản nha các anh chị. Trên màn hình các anh chị, đây là vị trí lô đất nha. Xung quanh thì dân cư rất là đông đúc, để cho các anh chị xem tổng thể dân cư hiện hữu nha. Và đây là khoảng cách từ vị trí lô đất ra tới sông Vàm Cỏ Tây, em đo là 753m nha. Là khoảng 753m ra tới view sông Vàm Cỏ Tây. Các anh chị nào mà yêu thích cần một cái cano ngay chỗ vị trí đất nè, ra view sông rồi mình chơi này kia đâu đó, thì cái ưu điểm của sản phẩm này là vậy nha các anh chị. Hoặc là anh chị nào mà cần có nhà mà cần trước view sông để tàu ghe đi á, thì một sản phẩm này là cực kỳ ok luôn nha. Trên màn hình các anh chị, đây là cái khoảng cách từ vị trí lô đất nha, ra tới quốc lộ 62 ngay chỗ vị trí nhà máy Quỳnh Như 2 thì tầm khoảng 1,1 km nha các anh chị. Thì có một con đường nhựa đi thẳng vào trong luôn nha, nhưng mà còn cây cầu chưa có bắt nha các anh chị. Nếu bắt cây cầu này rồi á thì vô rất là gần nha. Nói chung thì em vẽ cái khoảng cách cũng như là vị trí tiềm năng cho các anh chị xem. Còn cách chợ Tân Tây thì nếu mà từ đây ra chợ Tân Tây thì rất là gần. Còn nếu tại vì chưa có cây cầu đó cho nên buộc phải đi vòng vào. Đây là chợ Tân Tây, thì vòng vào thì khoảng 2,5 km nha. Sài Gòn về khoảng 53 km. Còn đối với các anh chị khu vực Đức Hòa về tới đất chắc khoảng 60 cây nha các anh chị, 60 km. Còn các anh chị ở khu vực Tiền Giang thì mình qua rất là gần nha các anh chị. Tiền Giang thì ngay chỗ vị trí Tân Hòa Đông, thì ngay chỗ ngã năm Hoàng Gia, thì về tới đất chắc cũng chạng chạng cỡ 15 cây nha. Trung tâm Thạnh Hóa thì tầm khoảng 9 cây nha các anh chị, 8-9 cây số nha. Và các anh chị nào mua bất động sản mà cần hỗ trợ vốn ngân hàng thì liên hệ lại những cái ngân hàng mà mình thường vay nhất nha các anh chị. Thì bên ngân hàng sẽ tư vấn cho các anh chị cái cách thức để vay vốn như thế nào. Hiện tại thì đã có room tín dụng rồi nha các anh chị. Cho nên các anh chị mua mà cần hỗ trợ ngân hàng thì các anh chị cứ liên hệ lại những cái ngân hàng mà mình thường vay vốn nha. Và những cái sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha các anh chị. Thì ai đứng tên đất nè, ai có quyền quyết định về giao dịch thửa đất là các anh chị sẽ gặp được ngay người đó luôn nha các anh chị. Thì bên em á còn rất là nhiều sản phẩm bất động sản luôn.
Thì các anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu về thị trường bất động sản về khu vực thì các anh chị cứ alo bên em để em sắp xếp thời gian cho các anh chị xem đất thực tế nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha các anh chị. Trước video đều có mã số hết. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha các anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh. Đăng ký toàn bộ là miễn phí nha các anh chị. Khi mà em được các anh chị đăng ký kênh, nói chung thì đây là cái niềm vinh hạnh cho cái bản thân em nha các anh chị. Và em chúc cho các anh chị, các nhà đầu tư sở hữu những cái sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả anh chị.